Một hạt giống có thể thay đổi một thế giới. Nếu có hai thì sao? Nếu có xe thì sao? Phan Tiểu An lái xe xuyên qua Triều đại Tống. Trong xe cất giữ những thực phẩm, dược phẩm, hàng mỹ nghệ bình thường này, ở Triều đại Tống tất cả đều là công nghệ cao tuyệt đỉnh phá vỡ tư tưởng và tầm mắt của con người. Xem Phan Tiểu An nổi tiếng như thế nào trong Triều đại Đại Tống văn nhân vi tôn, lấy thân phận một nông dân nhỏ nổi tiếng, điên đảo thế giới. Chương 1 Ta xuyên Việt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tháng 10 mùa thu vàng, Phan Tiểu An ở nhà làm xong việc đồng án bắt đầu chuẩn bị trở về thành phố. Trước sau như một thương cha mẹ hắn, ở trên xe hắn chất đầy nông sản trong nhà. Một túi đậu phộng lớn, một túi khoai lang lớn. Còn có ba quả bí ngô lớn, hai quả bí ngô lớn. Một giỏ trứng gà đất, còn có một đực một cái hai con gà đất vân vân sáng nay người đi đường rất ít khi anh đi tới cầu lão nghi mặt sông yên tĩnh đột nhiên sôi trào một con rùa khổng lồ phá sông mà ra tiểu an thấy tình cảnh này bị dọa đến chân tay lúng cuốn thao tác không đúng lái xe xuống sông xe đụng vào đầu rùa rùa trong nháy mắt hóa thành một lỗ đen thật lớn hấp thụ cả người lẫn xe vào không biết qua bao lâu tiểu an mới từ trong đêm tối chậm rãi tỉnh lại mà xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái xà nhà thấp bé cùng tường đất cũ nát hắn chậm rãi từ xèo xèo cạc trách trên giường ngồi dậy nhìn trống rỗng trong phòng cái kia cái gãy chân ghế gỗ trong đầu lại là một trận mơ hồ em đang ở đâu vậy tiểu an bước xuống giường đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng một cơn gió lạnh thổi tới khiến tiểu an run rẩy tiểu an siết chặt áo rách bó sát người đã đến mùa đông rồi sao ngoài phòng là một tiểu viện tương viện đã sụp đổ một nửa, đại môn càng chỉ còn lại có nửa phiến. Bồ thảo trên cửa lâu, bị gió lạnh thổi không còn lại bao nhiêu. Một căn nhà nhỏ phía đông, bên trong chỉ có một cái bếp đất, một cái bình sành và một cái rìu gãy. Tôi đang ở đâu? Trong đầu Tiểu An lại hiện ra câu hỏi này. Hắn đi ra sân, bên ngoài có dại mọc ung tùm, một con sông nhỏ trước cửa đã đóng băng mỏng. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? anh ngồi bên bờ sông nhỏ hóng gió lạnh chậm rãi nhớ lại việc đồng án sáng sớm cầu nghi hà rùa già hố đen sau đó là bóng tối kéo dài nghĩ đến sơn động phía sau núi tiểu an đột nhiên đứng lên hắn vung chân chạy về phía sau núi cũng không có chạy mấy bước đầu hắn liền tối sầm lại nặng nề ngã trên mặt đất lần này ngã hơi nặng trầy da mặt vỡ mũi Cú ngã này cũng rơi ra ký ức một đời này. Thiếu niên phụ mẫu song vong, học qua vài năm tư thục, hảo học vấn mà khinh nông tan. Không sản xuất, gia nghiệp trách nát, nhà lớn ruộng mẫu bán lấy tiền mặt, đến nhà hắn một chút cơ nghiệp cuối cùng, sau đó bệnh không dậy nổi. Hắn cũng gọi Phan Tiểu An. Tiểu An bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là trùng hợp. Hắn đứng lên, chậm rãi đi về phía sơn động. Lần này hắn không dám đi quá nhanh, thiếu niên dinh dưỡng không đủ ít nhiều có chút hạ đường huyết đi nhanh dễ bị ngã thật vất vả mới tới được sơn động sau núi phan tiểu an nhìn chiếc xe yêu quý trước mắt nhìn không được chảy nước mắt hoàn hảo hoàn hảo xe vẫn còn anh đi một vòng quanh xe phát hiện xe hoàn hảo không tổn hao gì đây cũng thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh tiểu an mở cửa xe trên ghế lái vẫn còn ngồi như cũ hắn đem ngón tay đặt ở trên mũi của mình thân thể kia đã không còn hơi thở xem ra sau khi ta chết linh hồn ta trọng sinh lên người thiếu niên này tiểu an luôn to gan cậu lặng lẽ thương tiếc bản thân trong ba phút liền từ trong cốc xe lấy ra xẻng công binh ở trong sơn động đào một cái hố đem chính mình chôn vào làm xong hết thảy tiểu an mệt mỏi ngồi ở vị trí lái xe nghỉ ngơi anh thử xoay chìa khóa xe xe nổ vang một tiếng lại đánh tiếng xe nổ quá lớn tiểu an sợ tới mức vội vàng tắt lửa nếu lái chiếc xe này ra ngoài không biết người thời đại này nhìn thấy sẽ có cảm tưởng như thế nào phan tiểu an trước khi xuyên việt là một tính cách hoạt bát thích nháo không giống với phan tiểu an đời này chút nào bây giờ còn chưa phải lúc sớm muộn gì tôi cũng lái chiếc xe này cho bọn họ xem để bọn họ kiến thức một chút về khoa học kỹ thuật và vinh quang của hậu thế nghỉ ngơi một lúc ăn một viên kẹo cao su huyết áp của tiểu an chậm rãi khôi phục lại thiếu niên này ngoại trừ căn nhà rách nát kia cũng chỉ có nửa sườn núi trên núi kia mà mình nếu muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào tất cả vật tư trên xe này tiểu an bắt đầu thống kê vật tư trên xe một gói thuốc lá trắng ba cái bật lửa một cái bình thường một cái chống gió còn có một cái làm bằng kim loại mỹ nghệ một cuốn sổ da đen hai bút trung tính một bút bi một ít bao khăn giấy, một trương tiểu coca, hai nghe cà phê, một trương ngân mạch, một trương lan lăng rượu ngon. Sau đó, chính là trong nhà mang những kia thổ đặc sản, một túi 10kg gạo, một túi 10kg mì trắng, còn có 20 cân dầu lạc. Hai con gà đất kia dĩ nhiên cũng còn vui vẻ. Phan Tiểu An mở cốc xe ra, ngoài trừ sẻn công binh còn có một con dao gọt hoa quả, một con dao găm hàng mỹ nghệ, còn có một cây nỏ tên thanh nỏ tiễn này cũng không phải của hắn, mà là của cháu ngoại hắn. Cháu ngoại hắn luôn luôn không đi đường chính, trộm gà trộm chó, cây nỏ này cùng ba bình thuốc kia, chính là hắn đặt ở trên xe của mình. Nói đến thuốc, Phan Tiểu An vội vàng chạy đến ghế sau thùng xe, hầm thuốc cấp cứu vẫn còn. Thời đại này thiếu y dược, có hộp thuốc lớn này, thời điểm máu chốt, không thể nói là có tác dụng lớn. Bên trong xe còn có hai bệ nước hoa một trồng một Phật, đồ trang trí Phật hiệu đồ trang trí trân châu vân vân. Những vật nhỏ này, Phan Tiểu An đều thống kê từng cái một trong sách. Hắn cầm lấy điện thoại di động trên giá đỡ, điện thoại di động cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là không có tín hiệu. Anh tắt điện thoại, lại đặt vào giá đỡ. Những thứ này, hiện tại vẫn chưa thể dùng, cũng không thể để cho người ta nhìn thấy. Phải giấu chúng thật kỹ mới được. Tiểu An ông lấy hai con gà đất, cầm năm quả trứng gà, lại khiêng một quả bí đỏ đi ra khỏi sơn động một cuộc sống mới sẽ bắt đầu ở đây đối với hắn thích mạo hiểm cảm thấy sống lại ở chỗ này rất tốt hắn về đến nhà lần nữa nhìn thấy cái này tổn hại tiểu viện chẳng những không có uể oải ngược lại có chút mừng rỡ phan tiểu an từ trước đến nay thích xem cầu sinh hoang dã cải tạo nhà cửa rách nát châu phi khai khẩn video ngắn cảm thấy có thể có một cơ hội như vậy từ không đến có tiến hành sáng tạo và xây dựng là một chuyện đặc biệt tuyệt vời đặc biệt có thách thức hắn đem gà đất đặt ở trong sân hai con gà đất lại chạy ra cửa sân đến bụi cỏ trước cửa tìm hạt cỏ ăn tiểu an đặt bí đỏ và trứng gà vào dưới giường trong phòng hắn đi tới căn nhà nhỏ phía đông cầm lấy bình sành đi tới bờ sông nhỏ tiểu an phá vỡ lớp băng nước sông lạnh lẽo ông lấy nước đá rửa sạch bình sành múc một bình nước rồi mang vào nhà lại đến chân núi chuyển ba khối đá lớn nhỏ không sai biệt lắm ở trong phòng dựng một cái nồi bếp đem bình sành đặt lên ông nhổ thêm mấy nắm cỏ khô dùng bật lửa đốt đặt dưới bếp pháo hoa dâng lên trong phòng bắt đầu ấm áp lúc này tiểu an mới cảm nhận được cuộc sống mới ăn xong trứng luộc phan tiểu an nhìn bầu trời âm u ngoài sân chậm rãi bắt đầu tính toán những ngày sắp tới hiện tại việc cấp bách là phải trước khi gió tuyết đến tu sửa nhà cửa dự trữ gỗ, dự trữ thức ăn. Nếu không, mùa đông dài đằng đẵng này, một chút thức ăn của mình căn bản chống đỡ không nổi. Nghĩ tới đây, Phan Tiểu An lại chạy đến căn phòng nhỏ phía đông, cầm lấy cái rìu kia, ném vào trong đống lửa. Thay hình đổi dạng cho ngươi một chút, ngày mai còn trông cậy vào ngươi vượt mọi chông gai. Chương 2 Quả phụ trương nguyệt như Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một đêm gió bắt bận rộn Tiểu An quấn chặt lấy da dê rách, ngồi sổng bên đống lửa mới miễn cưỡng vượt qua một đêm. Hai con gà đất cũng thông minh dựa sát vào nhau bên đống lửa. Đợi gà trống gáy, Phan Tiểu An mở cửa phòng, bầu trời tối đen như mực. Xem ra sắp có tuyết rồi, Tiểu An không dám chờ đợi nữa, cậu dùng bình sành nấu một bát canh trứng gà uống, cơ thể lập tức thư giãn. Thừa dịp hơi nóng trên người, Phan Tiểu An cầm rượu đi ra khỏi nhà, dọc theo con sông nhỏ đến ổ đại thụ phía đông đốn củi. Đi được hai dặm, anh nhìn thấy một căn nhà cỏ cũ nát. Mấy cành cây đâm vào hàng rào sân, một con chó lớn màu vàng ngồi sổng trước cửa phòng. Đại hoàng cậu nghe được có tiếng bước chân đi qua, ngẩng đầu muốn gào thét. Nhưng khi nó nhìn thấy là Phan Tiểu An, nghi hoặc thật lâu, nhưng rốt cuộc không kêu lên tiếng. Tiểu An biết chủ nhân của căn phòng này là một quả phụ. Quả phụ tên là Nguyệt Như, nhà mẹ để họ Trương. Là gia đình giàu có ở phượng Hoàng Lĩnh Trương Hắc Đôn. Trương Nguyệt như mệnh khổ, còn chưa xuất giá, trượng phu liền bị phong hàng mà chết. Trương Nguyệt như thế cùng một con gà trống lớn bái thiên địa. Vào cửa nhà chồng còn chưa hơn một tháng, cha mẹ chồng liền lần lượt chết. Số đồ cưới tùy thân của Trương Nguyệt như sau khi an táng cha mẹ chồng, liền không còn lại bao nhiêu. Mà nàng chẳng những là vọng môn quả khắc phu, còn khắc cha mẹ chồng tộc nhân đều nói nàng là người điềm xấu liền đem nàng chạy tới căn phòng rách nát trên bãi sông ngoài thôn ở lại mà ruộng đất nhà chồng nàng tự nhiên cũng bị tộc nhân chia cắt trương nguyệt như lớn lên đẹp mắt nhưng nàng hung danh quá thịnh điều này ngược lại cho nàng sống một mình mang đến một chút cảm giác an toàn chuyện có hai mặt bởi vậy có thể thấy được tiểu an không dám nhìn vào trong viện vội vã đi qua không nghĩ tới đi ở nửa đường ngược lại gặp trương nguyệt như Lúc này, nàng đang cõng một bó cành cây lớn. Thân hình gầy gò khó có thể gánh vác trọng lượng củi, nàng chỉ có thể dùng một cây gậy gỗ thô làm quải trường, lúc này mới miễn cưỡng dời bước. Nhiều củi như vậy mà em không cõng nổi, sao phải cõng nhiều một chút, Tiểu An nói với cô. Trương Nguyệt như nghe Phan Tiểu An nói như vậy, sửng sốt một chút. Nàng vừa rồi chỉ lo vùi đầu lên đường, lại nghĩ sớm như vậy, trên đường sẽ không nhìn thấy người. Nào biết thư sinh lười biếng này, lần này lại dậy sớm như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn giống như là muốn đi đốn củi đây thật đúng là ngạc nhiên càng ngạc nhiên chính là thư sinh này vậy mà không sợ xui xẻo phá lệ cùng nàng nói chuyện trương nguyệt như đã không nhớ được đã bao lâu rồi không nói chuyện với người khác đặc biệt là những chàng trai trẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng không biết là bị gió lạnh thổi hay là bởi vì nam tử trước mắt này đáp lời xấu hổ trương nguyệt như thấy phan tiểu an nhìn cô cô vội vàng xoay người sang ven đường làm bộ như không nghe thấy không nhìn thấy tiểu an thấy bộ dạng này của cô biết cô không muốn nói chuyện với mình liền nghiêng người sang một bên đi qua người phụ nữ trương nguyệt như thấy phan tiểu an không nói chuyện với cô nữa trong lòng có chút buồn bã cũng có chút thoải mái cô chống gậy vác củi tiếp tục đi về nhà xem ra hôm nay chỉ có thể chặt củi đợi lát nữa gặp hắn thật sự quá mức xấu hổ trong lòng trương nguyệt như nghĩ như vậy nàng bước nhanh về phía tiểu viện của mình phan tiểu an đi tới ổ đại thụ thấy một số cành cây nhỏ bên cạnh rừng cây đều là chạc cây mới gãy mà dưới tàn cây kia còn có một cái hà bao rơi xuống tiểu an nhặt hà bao lên nhìn một chút thấy phía trên theo một đôi uyên ương uyên ương đối tắm bên cạnh còn có một chữ như chữ hắn liền biết cái hà bao này nhất định là Trương Nguyệt Như vừa rồi đốn củi lúc rơi xuống. Hắn đem hà bao thả vào trong ngực, nghĩ một hồi đi ngang qua cửa nhà nàng lúc, trả lại cho nàng. Sau đó, hắn hướng trong rừng cây đi thêm một chút khoảng cách, nhìn thấy một cây đại thụ, bị gió thổi gãy. Vì thế, Phan Tiểu An sáng tay áo lên, dơ rìu lên chém vào cái cây gãy này. Chặt một hồi, cây khô này liền ầm ầm ngã xuống. Trên cây khô có rất nhiều cành khô, chỉ chốc lát sau Phan Tiểu An đã dùng rìu gọt những cành khô này xuống. Hắn bó những cành khô này lại, đặt sang một bên. Sau đó, một lần nữa, một sợi dây thừng buộc thân cây chết và kéo nó ra khỏi rừng. Sau khi kéo đến con đường nhỏ, Phan Tiểu An chặt vài đoạn cành cây to làm bánh xe trượt trên mặt đất, đặt cây khô lên trên kéo đi. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy Trương Nguyệt như vội và hướng bên này đi tới trương nguyệt như không nghĩ tới phan tiểu an chặt củi nhanh như vậy cô muốn nghiêng người tránh đi chợt nghe tiểu an nói với cô cô về là muốn tìm đồ sao trương nguyệt như dừng bước mặt nàng đỏ bừng không dám trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái nhưng là một cái hà bao tiểu an lại hỏi trương nguyệt như trên mặt vui vẻ lại gật đầu một cái tiểu an thấy cô gái cổ đại này thật sự quá mức ngượng ngùng không đành lòng trêu chọc cô liền từ trong ngực lấy ra hà bao đưa cho nàng nhưng cái này trương nguyệt như rất sợ hà bao bị phan tiểu an nhìn thấy nhưng không ngờ thật sự bị hắn nhặt được cô cũng không ngờ tiểu an lại chủ động giao cho cô cô vội vàng đưa tay nhận lấy trên hà bao còn có nhiệt độ cơ thể của phan tiểu an nhưng ngón tay trương nguyệt như lại lạnh lẽo người phụ nữ này ăn mặc cũng quá đơn bạc tiểu an nghĩ như vậy quần áo đơn giản như vậy làm sao vượt qua mùa đông này đây? Cám ơn Phan Công Tử, Trương Nguyệt Như chỉ có thể nói cám ơn, thanh âm mềm mại, đặc biệt dễ nghe. Tiểu An cười hì hì, chút việc nhỏ, cảm ơn cái gì? Mau về đi, bên ngoài lạnh lắm. Sự quan tâm bất thình lình khiến Trương Nguyệt Như sửng sốt lần nữa. Ngày xưa cũng gặp qua thiếu niên này vài lần, hắn đối với mình luôn mặt lạnh như sương, hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Tiểu An không biết trong lòng cô nghĩ gì, cũng sợ tiếp tục nói chuyện cô sẽ cảm thấy xấu hổ rồi kéo cây gỗ trở về hắn mỗi đi về phía trước vài bước liền muốn một lần nữa lót một côn đi lên đặc biệt chậm chạp trương nguyệt như không dám đi trước người đàn ông xa lạ chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau mỗi khi phan tiểu an lót lại gậy gỗ đều cười với trương nguyệt như trương nguyệt như cảm giác nụ cười của thiếu niên này rất đẹp trong lòng nàng cũng rất cao hứng cô không nhớ đã bao lâu rồi không có ai mỉm cười với cô cái kia phan công tử ta có thể giúp ngươi lót một côn sao trương nguyệt như cảm giác mình điên rồi gương mặt của nàng rất nóng nàng không biết mình như thế nào có dũng khí nói ra những lời này được vậy làm phiền anh rồi tiểu an vội vàng đáp ứng trương nguyệt như còn tưởng rằng phan tiểu an sẽ cự tuyệt nàng chính là một nữ nhân xui xẻo cuốn thân phàm phu tục tử còn không muốn dính dáng đến nàng chớ nói chi là người đọc sách em cầm gậy phía sau lóc lên phía trước là được rồi tiểu an giải thích cho cô trương nguyệt như gật gật đầu nàng ở phía sau kỳ thật đã sớm nhìn rõ những cây gậy gỗ này không phải là bánh xe của cây đại thụ sao hai người phối hợp tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn rất nhiều khi đến tiểu viện của trương nguyệt như phan tiểu an đặt bó cành cây lớn trước cửa nhà cô đó cũng là hắn đã sớm quyết định cho nàng Trương Nguyệt Như nhìn thấy bó củi lớn, có chút khó hiểu nhìn Phan Tiểu An. Củi này cho anh, em chỉ cần cây này là được rồi. Tiểu An cười nói. Chương 3 Thuốc cảm mạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương Nguyệt Như không thể tin nhìn Phan Tiểu An, Phan Công Tử, cái này không được. Đóng củi này nhiều lắm. Trương Nguyệt Như vội vàng từ chối. Tiểu An cười ha ha, chỉ là củi thôi, chị Trương không cần khách khí. Trong coi cái ổ đại thụ này, chúng ta còn sợ không có củi đốt sao? Trương Nguyệt như nghe Phan Tiểu An gọi nàng là tỷ tỷ, nàng sửng sốt một chút, sau đó nước mắt doanh trồng, nước mắt trong suốt lướt qua hai má. Tiểu An giả vờ không nhìn thấy, liền kéo thân cây chậm rãi đi về nhà. Trăng không còn giúp nữa. Nàng là một người điềm xấu, không dám tùy ý trèo lên cửa nhà người khác cô nhìn thân ảnh vụng về của Phan Tiểu An, si ngốc nhìn thật lâu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu An kéo thân cây về nhà, chẻ ngay trước cửa. Hắn đem thân cây chẻ thành từng khúc gỗ, chỉnh tề xếp ở trong phòng nhỏ phía đông. Tiểu Đông ốc tuy rằng rách nát, ít nhất còn có thể che gió chắn tuyết. Đem khối gỗ lưu trữ ở trong phòng, cũng không cần sợ bị mưa tuyết làm ướt. Làm xong tất cả, nhìn xem thời gian còn sớm tiểu an liền ra bờ sông đào một ít đất vàng sau đó trộn lẫn bọt cỏ khô và bùn vàng hắn cắt một ít bồ thảo trải ở chỗ mái nhà dột sau đó được nén bằng bùn vàng cứ như vậy sẽ không sợ trong phòng bị dột ở niên đại không có người hỗ trợ công cụ lại không tiện tay bận rộn chút việc này liền đến chạng vạn tối mắt thấy trời đã tối bầu trời bắt đầu bay lên bông tuyết tiểu an liền trở về phòng nấu trứng gà ăn sau đó nằm trên giường nghỉ ngơi thân thể mệt mỏi ngày mai phải đi sơn động một chuyến mang một ít gạo mì xuống luôn ăn trứng gà cũng không đói tiểu an nhìn đống lửa đỏ rực nghỉ thầm gâu gâu phan tiểu an vừa muốn ngủ thì bị tiếng chó sủa đánh thức hắn cầm lấy một cây hỏa côn ra cửa nhìn thì ra là chó đại hoàng nhà trương nguyệt như đại hoàng chị trương đã xảy ra chuyện sao tiểu an hỏi đại hoàng cẩu chó đại hoàng hình như có thể nghe hiểu tiếng người gâu một tiếng sau đó nhìn về phía nhà mình phan tiểu an ngầm hiểu cậu cầm lấy rìu lắp dao gọt hoa quả liền đi theo chó đại hoàng về phía nhà trương nguyệt như chó đại hoàng rất có linh tính nó đi phía trước rất gấp lại sợ phan tiểu an theo không kịp liền thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn một cái đợi đến khi phan tiểu an đến nhà trương nguyệt như hắn đứng ở cửa hô vài tiếng chị trương chị có nhà không đại hoàng cậu thấy hắn đứng ở cửa không vào nhà. Liền hướng Phan Tiểu An gâu 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 kêu to lên. Lúc này Tiểu An mới đi vào phòng Trương Nguyệt Như. Trong phòng này cũng rất lạnh. Gió bắt xuyên qua khe nước của bức tường, tạo ra tiếng rít chói tai. Trên mặt đất củi, sớm thiêu đốt chỉ còn lại có tro tàn. Một cái giường nhỏ chống ở chân tường phía tây, bên giường dùng cành cây nhỏ chống đỡ hai miếng vải rách làm giường che con chó vàng lớn thấp giọng kêu to với chiếc giường nhỏ dường như sợ đánh thức chủ nhân trên giường tiểu an đi tới trước giường xốc giường lên che liền nhìn thấy trương nguyệt như đắp một cái chăn mỏng lúc này trương nguyệt như mặt đỏ bừng nhẹ giọng lẩm bẩm tiểu an đặt tay lên trán cô chạm vào trán nóng bỏng có lẽ là bị sốt sốt dữ dội như vậy phải lấy thuốc cho cô ấy uống mới được tiểu an xoay người muốn đi sơn động sau núi vừa đi tới cửa cậu lại quay lại căn phòng nhỏ này rét lạnh như thế cho dù uống thuốc cảm không đổ mồ hôi cũng vô dụng nghĩ tới đây hắn lại đi tới bên giường dùng chăn mỏng bọc trương nguyệt như lại khiêng nàng đi ra ngoài trương nguyệt như mơ mơ màng màng cảm giác mình bị một người đàn ông ông lấy nhưng nàng thật sự quá mức suy yếu ngay cả khí lực mở mắt cũng không có chỉ có thể bất lực mặc cho hắn làm phan tiểu an khiêng trương nguyệt như lên chạy về nhà mình chó đại hoàng đi theo phía sau một bước cũng không rời đi vào trong phòng nhỏ của mình phan tiểu an đặt trương nguyệt như lên giường của mình đặt da dê rách của mình lên chăn mỏng của cô lại bỏ thêm hai đoạn gỗ vào bếp củi đại hoàng ngươi ở chỗ này trong nhà ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh sẽ trở lại đại hoàng rất thông nhân tính nó tiễn phan tiểu an ra khỏi cửa lại chạy về bên giường trông coi trương nguyệt như Tiểu An cầm một cây đuốc, vội vã chạy về phía sơn động. Đi tới sơn động, hắn mở cửa xe, từ trong hộp cấp cứu lấy mấy viên thuốc cảm mạo, lại cầm hai gói thuốc cảm mạo. Sau đó, hắn cầm lấy túi gạo kia, lại đựng mấy quả trứng gà, liền vội vàng trở về. Đại Hoàng nghe thấy tiếng bước chân của Phan Tiểu An, vội vàng mở cửa phòng. Nó thấy Phan Tiểu An trở về, hưng phấn vây quanh cậu. Phan Tiểu An dùng bình sành đun một bình nước nóng, xé thuốc cảm mạo đổ vào trong bát đen sau đó dùng nước nóng đun sôi hắn sợ bị người phát hiện liền ném túi nhựa đựng thuốc vào trong đống lửa đốt hết đợi đến khi nước ấm thích hợp hắn bưng bát đen đi tới bên giường anh nâng trương nguyệt như từ trên giường dậy sau đó đem một viên thuốc cảm mạo nhét vào trong miệng cô lại đem thuốc cảm mạo đút vào cho cô trương nguyệt như phát sốt cả buổi chiều một giọt nước cũng không vào cô cảm giác có người cho cô ăn cô cũng mặc kệ là cái gì liền há to miệng nhai. Thật khổ, Trương Nguyệt như trong đầu có một ấn tượng như vậy. Tiếp theo nàng liền cảm giác có một chút nước ngọt, chảy vào trong miệng của mình. Trương Nguyệt như thế nào từng uống qua ngọt như thế nước canh, nàng tham lam mút lấy. Còn chưa uống hai ngụm, canh ngọt này đã không còn. Khác. Còn muốn. Trương Nguyệt như làm nũng nói. Bộ dáng hờn dỗi này, nghĩ đến mới là màu nền của nàng. Tiểu An lại rót thêm chút nước ấm cho cô uống vào. Lúc này, bụng Trương Nguyệt Như truyền đến tiếng kêu ung ục ung ục. Trương Nguyệt Như ôm bụng, rên rỉ một tiếng. Xem ra cô đói bụng lắm rồi. Tiểu An cúi đầu nhìn bụng cô. Vừa nhìn mới phát hiện, Trương Nguyệt Như dĩ nhiên chỉ mặc một cái yếm màu đỏ. Trên yếm cũng thêu một đôi uyên ương, yếm màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn dị thường của nàng. Mà trước ngực nhô lên lại đặc biệt cao ngất nhìn không ra cô gái nhỏ này còn rất có nguyên liệu phan tiểu an không dám nhìn nữa hắn đặt trương nguyệt như xuống lại đem gốc chăn cho nàng làm ổn. sau đó liền cầm lấy bình sạch nấu cháo cho cô còn nhân tiện nấu năm quả trứng gà qua gần nửa canh giờ gạo trắng trong bình đã nấu nát bét mùi thơm tỏa ra bốn phía hắn đi tới trước giường sờ lên trán trương nguyệt như thấy cơn sốt của nàng đã trút đi lúc này mới yên lòng. Trương Nguyệt Như cảm giác có người sờ trán mình, nàng chậm rãi mở mắt. Còn chưa thấy rõ người trước mắt, đã bị cháo gạo thơm ngào ngạt hấp dẫn. Bụng của nàng lại kêu ung ục ung ụt, mà trong miệng cũng nhịn không được thấm nước. Em tỉnh rồi, cảm thấy khá hơn chưa? Tiểu An nhẹ giọng hỏi cô. Trương Nguyệt Như nghe được thanh âm của nam nhân ôn nhu như thế, mới biết được là Phan Công Tử ban ngày. Nàng xấu hổ không dám trả lời, nhưng nghĩ nghĩ vẫn há miệng nói. Ta tốt hơn nhiều. Đại ân đại đức của công tử, tiểu phụ nhân chắc chắn sẽ hậu báo. Tiểu An cười hì hì, ừ, vậy em chờ báo cáo của anh nha. Dậy ăn chút cháo đi. Phan Tiểu An biết Trương Nguyệt như mặt đơn bạc, liền tìm kiếm trong rương gỗ vụn ở cuối giường. Trong rương gỗ này ngoại trừ một ít sách vở cùng văn phòng tứ bảo, thật đúng là có một ít quần áo. Không ngờ thằng nhóc này vẫn còn hàng. Tiểu An ở trong đống quần áo, tìm ra một chiếc áo bông dài mới tinh. Hắn đem áo bông ném cho Trương Nguyệt Như. Mặc bộ quần áo này đi, vẫn là mới tinh. Chương 4 Chung sống một phòng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trương Nguyệt Như ư một tiếng, nàng lặng lẽ kéo áo bông vào trong chăn, thiếu niên này sao biết ta chỉ mặc áo nhỏ. Thật sự là xấu hổ muốn chết. Tiểu An đưa lưng về phía giường, anh phải mặc nhanh lên, như vậy đối diện với cửa rất gấp. Trương Nguyệt Như lại ừ một tiếng, nàng lặng lẽ mặc chiếc áo bông này vào, cảm giác đặc biệt vừa người. Áo bông mới, cũng mang đến cho cô ấm áp rất lớn. Phan công tử, ta mặc xong rồi. Trương Nguyệt Như thẹn thùng nói. Tiểu An quay đầu, nhìn Trương Nguyệt Như ngồi trên giường, bệnh nhẹ mới khỏi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to cũng có thần thái. Cũng không tệ lắm, đẹp lắm. Tiểu An khen ngợi trương nguyệt như thẹn thùng cúi đầu nàng không nghĩ tới thiếu niên này lại thẳng thắn khen mình như thế ăn chút cháo đi tiểu an đổ cháo vào bát đen bưng cho trương nguyệt như trương nguyệt như nhìn thấy cháo trắng trong bát trong lòng muốn cự tuyệt tay lại thành thật nhận lấy từ khi gã đến phan gia hồ cháo như vậy mình chưa từng ăn qua trương nguyệt như đem cháo đặt trước mũi ngửi ngửi thơm quá phan công tử ngươi trương nguyệt như không dám đọc hưởng mỹ vị nhân gian này tiểu an mỉm cười chị trương chị cứ gọi em là tiểu an đi bây giờ em không phải là công tử chỉ là một nông dân nhỏ mà thôi trương nguyệt không thể tin nhìn phan tiểu an sĩ nông công thương người xưa coi trọng đẳng cấp và thân phận nhất cái gọi là tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao nông hộ tuy rằng cũng có một ít thân phận nhưng chung quy là không sánh bằng người đọc sách phan Trương Nguyệt Như còn chưa kịp kêu lên, đã bị Phan Tiểu An xua tay ngăn lại. "Gọi Tiểu An đi." Như vậy nghe không có gì lạ. Trương Nguyệt Như không nghĩ tới Phan Tiểu An sẽ nói như vậy. Nàng cũng không phải một cái cổ hủ nữ nhân, chỉ là bị vận mệnh mài dũa mà thôi. "Tiểu An, cảm ơn ngươi." Trương Nguyệt Như chân thành nói. Như vậy mới đúng. Tiểu An đem vỏ trứng đã bóc ra ném cho Đại Hoàng Cẩu lại cho nó dùng bát vỡ múc một chút cháo. Chó đại hoàng ngồi xổm trong góc ăn thơm ngọt. Tiểu An đưa trứng đã bóc xong cho Trương Nguyệt Như. Ăn trứng đi, bổ sung thể lực đi. Trương Nguyệt Như lại khoát tay, không cần Tiểu An, ta có một chén cháo trắng, đã hài lòng rồi. Tiểu An lại nhét trứng vào tay cô, em xem, trong hũ còn bốn quả nữa. Em phải ăn ít nhất ba quả mới được. Trong lòng Trương Nguyệt Như rung lên, nàng đặc biệt cảm động từ nhỏ đến lớn mẹ nàng đối xử với nàng tốt nhất nếu không phải mẫu thân nàng qua đời sớm nàng cũng sẽ không lưu lạc đến hoàn cảnh này tiểu an em trương nguyệt như cảm động chảy nước mắt tiểu an cũng không biết nên an ủi cô như thế nào chỉ nói chị trương mấy quả trứng gà mà thôi không đáng để khóc khóc một hồi trương nguyệt như mới ngừng nước mắt nàng cũng không đi lau nước mắt chỉ đem trứng gà chậm rãi bỏ vào trong miệng vừa rồi vừa khóc vừa ngừng nàng đã quyết định trong thời gian sau này hảo hảo báo đáp thiếu niên trước mắt này trương nguyệt như ăn một chén cháo trắng sau khi ăn một quả trứng gà liền không ăn nữa sau khi phan tiểu an từ chối cô vài lần cũng không khuyên nữa vừa mới khỏi bệnh ăn ít một chút ngược lại càng tốt tiểu an kia ta phải trở về trương nguyệt như tuy rằng rất tham luyến nhiệt độ trong phòng cùng ấm áp có người làm bạn nhưng cô nam quả nữ chung sống một phòng nếu là bị người nhìn thấy truyền ra lời đồn đãi chính mình đã là thanh danh bại lạc người không sao cả nếu là ảnh hưởng thiếu niên tiền đồ vậy chính mình thật đúng là tội ác tày trời người xấu trời tối đường trơn đường không dễ đi một mình ngươi trở về cũng không an toàn lại nói căn phòng nhỏ kia của ngươi lạnh như hầm băng làm sao có thể ở được ngươi cứ yên tâm ở lại đây một đêm ngày mai ta đi giúp ngươi tu sửa phòng nhỏ một chút đặt một cái giường đất như vậy là có thể vượt qua cả mùa đông rồi trương nguyệt như nghe thiếu niên nói thỏa đáng trong lòng cũng có chút buông lỏng nhưng uống mấy chén nước ấm này lại ăn một chén cháo trắng này một chút liền sông lên bụng dưới tiểu an ngươi có thể tìm cho ta một đôi giày ta muốn ra ngoài một chút giọng nói của trương nguyệt như rất nhỏ nàng cảm thấy mình thật sự quá mức vô lễ tiểu an hơi chần chừ liền hiểu ra hắn lục lọi trong rương gỗ nhãn thật đúng là tìm ra một đôi giày vải đơn mang đôi này đi hơi mỏng một chút tiểu an mang giày đến trước giường trương nguyệt như chờ phan tiểu an xoay người đi mới dám vén chăn lên cô nhanh chóng mang giày vào đi ra ngoài cửa tiểu an nhìn bộ dạng gấp gáp của cô trong lòng buồn cười nhưng ngoài miệng cũng không dám phát ra âm thanh đại hoàng cậu thấy trương nguyệt như ra ngoài muốn theo ra ngoài lại bị trương nguyệt như quát lớn trở về đại hoàng cậu hậm hực đi vào trong phòng lại ngồi sổng vào góc phòng hai con gà đất mở mắt nhìn nó một chút liền không thèm để ý lại nhắm mắt ngủ trương nguyệt như đi ra ngoài một lúc mới chậm rãi đi vào phòng cô không biết nên tiếp tục lên giường hay là ngồi sổng bên đống lửa lên giường ngủ một giấc đi ngày mai cảm mạo của anh sẽ tốt hơn cảm mạo trương nguyệt như không rõ lặp lại một lần tiểu an thầm trách mình ngốc nói những từ như vậy người khác sao có thể hiểu được phong hàng phong hàng của anh thì tốt rồi trương nguyệt như nhìn bộ dáng hoảng loạn giải thích của phan tiểu an cảm thấy rất thú vị sớm nghe người ta nói thư sinh nói chuyện luôn là văn trâu trâu hôm nay gặp tiểu an mới biết được bọn họ nói không sai hai người nhất thời không nói gì không khí có chút xấu hổ trương nguyệt như ngồi ở đầu giường ngẩn người nhìn đống lửa dưới đất tiểu an ngồi bên đống lửa cũng ngẩn người không biết qua bao lâu hắn lại ngủ gật đợi gà gáy phan tiểu an phát hiện trên người mình khoác chăn da dê mà trương nguyệt như và đại hoàng cẩu đã đi rồi tiểu an ra khỏi phòng tuyết động trong sân cũng không nhiều bầu trời phía đông đã xuất hiện một mảnh đỏ xem ra hôm nay sẽ là một ngày nắng hắn sờ lên tuyết trên mặt đất rửa mặt một cái liền trở về phòng hâm nóng cháo một chút còn có bốn quả trứng gà còn lại tiểu an ăn hai quả hai quả còn lại cậu lại nhét vào trong ngực cầm lấy rìu lại đi đến ổ đại thụ chặt cây lúc đi ngang qua nhà trương nguyệt như hắn hướng trong viện hô vài tiếng không nghe thấy câu trả lời sáng sớm đã đi đâu rồi tiểu an không chờ đợi nữa tiếp tục đi về phía gốc cây đi tới ổ đại thụ phan tiểu an liền nhìn thấy chó đại hoàng và trương nguyệt như đang nhặt cành cây chó vàng nhìn thấy phan tiểu an vội vàng chạy đến bên cạnh cậu vây quanh cậu thân thiết trương nguyệt như nhìn thấy phan tiểu an mặt đỏ bừng tiểu an cậu cũng tới đốn củi à tiểu an gật đầu chị trương bệnh của chị đã khỏi chưa cũng không nghỉ ngơi thêm một ngày Trương Nguyệt Như gật gật đầu, đều tốt rồi, ta cũng không phải tiểu thư trên lầu, thân thể rất tốt. Tiểu An cười ha ha. Ừ, nhiệt tình mười phần, thật không tồi. Cái này cho anh ăn. Trương Nguyệt Như đang tự hỏi Phan Tiểu An nói, càng kình, nàng cảm giác trong tay nóng lên, cúi đầu nhìn, dĩ nhiên là hai quả trứng gà. Tiểu An, trứng gà này quá trân quý, cho người như tôi ăn, thật đáng tiếc. Chương 5 Một bát thịt gà bạn đang nghe tại truyện chấm audio tiểu an cười ha ha chị trương chị nói cái gì vậy ăn trứng gà còn phải chia cho ai nữa không chị qua một bên nghỉ ngơi trước đi để em chém trương nguyệt như không cự tuyệt nàng nghe lời lui sang một bên đem một quả trứng gà giấu vào trong lòng một quả trứng gà khác thì móc ra chậm rãi ăn vào trong miệng lúc này phan tiểu an đang vung rìu chém một thân cây khổng lồ cây khổng lồ này to bằng một cái ôm của người lớn tiểu an cây này to quá ngươi chặt nó làm gì trương nguyệt như muốn hỗ trợ nhưng không biết nên làm như thế nào chị trương chờ em chặt nó chị sẽ biết tiểu an không ngẩng đầu tiếp tục chém trương nguyệt như thấy không giúp được gì liền ở xung quanh nhặt cành cây rơi xuống khoảng một canh giờ sau trương nguyệt như đưa củi về nhà lúc trở về thì thấy cây đại thụ đã bị chặt xuống lúc này phan tiểu an đang lột vỏ cây từng mảnh vỏ cây kia được hắn chỉnh tề mã chỉnh tề đặt ở một bên tiểu an ngươi muốn những vỏ cây này làm gì trương nguyệt như nhìn không được tò mò hỏi lại tiểu an vác vỏ cây lên vai đi sửa nhà cho anh a à, tiểu an phiền phức quá trương nguyệt như vội vàng cự tuyệt cái này có phiền toái gì chúng ta đi mau đi hai người đi tới căn nhà nhỏ của trương nguyệt như Tiểu An đặt vỏ cây ở chân tường, liền ra bờ sông xúc một ít đất vàng, sau đó hòa thành bùn vàng. Hắn đem vỏ cây chỉnh tề trải ở trên nóc nhà, sau đó dùng bùn vàng ép chặt. Tiếp theo hắn lại làm theo, đem những chỗ rò gió trên tường đất cũng đều dùng bùn vàng dày đặc. Điều kiện có hạn, chỉ có thể tạm qua một chút. Chờ qua mùa đông, đầu xuân sang năm sẽ tu sửa lại. Trương Nguyệt Như nhìn Phan Tiểu An dính bùn trên mặt, cảm động không biết nên nói gì cô muốn làm chút đồ ăn ngon cho phan tiểu an ăn nhưng trong nhà ngoại trừ chút lúa mì và rau dại thật sự không có nửa điểm thức ăn cô đi vào căn nhà nhỏ phía tây nhìn con gà mái trong lồng hạ quyết tâm đi tới chờ cô cầm gà mái ra khỏi phòng lại phát hiện phan tiểu an đã đi rồi cô cầm con gà mái suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cầm lấy dao củi phan tiểu an lại đi vào hang cây cậu ta chặt cái cây bóng loáng này từng chút từng chút một thành từng miếng gỗ Chờ hắn lần nữa khiên khối gỗ đi tới nhà Trương Nguyệt Như, liền ngửi thấy mùi canh gà thơm ngào ngạt. Anh thật sự giết con gà mái đó. Tiểu An biết rõ còn hỏi. Trương Nguyệt Như gật gật đầu, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt. Nhìn ra, nàng đối với con gà mái này rất có tình cảm. Ngốc mi, gà mái đang yên đang lành, em giết nó làm gì? Trương Nguyệt Như liếc mắt quyến rũ, nhưng không nói gì. Tiểu An cười ha ha dứt thì vết đi còn khóc lóc chíp chíp làm gì nếu đau lòng cho ta ăn lát nữa đi lấy hai con gà đất trong phòng ta cho ngươi trương nguyệt như đỏ mặt ngươi bớt bố trí người đi cái kia đau lòng cho ngươi ăn ta chỉ là đau lòng gà mái của ta mà thôi tiểu an chất đóng gỗ trong phòng hắc hắc hóa ra là đau lòng cho gà mái không cần đau lòng tôi đi ôm hai con gà đất kia cho cô này tôi không cần gà đất của anh Ăn xong canh gà anh đi nhanh đi. Tôi là người không may, nếu bị người ta nhìn thấy thì nên nói xấu. Tiểu An ngồi trên ụ đá ở cửa, vậy anh nói cho em biết, anh có điểm xấu gì không? Còn những chuyện nhảm nhí kia, em không sợ. Trương Nguyệt Như tiếp tục cúi đầu nhóm lửa, không trả lời Phan Tiểu An nữa. Trầm mặc một hồi, Trương Nguyệt Như đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi tại sao phải giúp ta, sẽ không sợ xui xẻo vận sao? tiểu an lắc đầu không sợ tôi không sợ gì cả trương nguyệt như nhìn bộ dáng phan tiểu an buồn cười cười khúc khích đừng gạt người sau núi đại lão hổ ngươi có sợ hay không nghe thấy hổ lớn phan tiểu an lập tức tỉnh táo lại phía sau núi có hổ lớn sao đánh hổ phạm không phạm pháp không phạm pháp chẳng những không phạm pháp quan phủ còn có phần thưởng thật sự quan phủ ở đâu phải đi lĩnh thưởng như thế nào quan phủ ngay tại phượng hoàng quận thượng ngươi không biết sao còn tới hỏi ta còn có ta khuyên ngươi không nên miên man suy nghĩ lão hổ rất lợi hại trước kia thợ săn trong thôn thích mùa đông lên núi săn bắn từ sau khi có người bị hổ cắn chết bọn họ đều sợ tới mức không dám tới cũng có thợ săn to gan tạo thành tiểu đội đánh hổ nhưng cho dù là nhiều người bọn họ cũng không phải đối thủ của hổ Tiểu An nghe hiểu lời Trương Nguyệt như nói. Đầu tiên trên núi này thật sự có hổ. Thứ hai, hổ ăn thịt người. Lại có quan phủ thật sự sẽ có thưởng. Trương Nguyệt như thấy Phan Tiểu An không nói lời nào, còn tưởng rằng cậu giận mình, trong lòng có chút hoảng. Tiểu An, em giận anh sao? Tiểu An lấy lại tinh thần, sao lại giận anh? Vậy sao ngươi không nói nữa? Trương Nguyệt như có chút thích nghe hắn nói chuyện. À, ta có chút đói bụng, muốn uống canh gà. Trương Nguyệt Như gật gật đầu, làm việc lâu như vậy, khẳng định đói bụng. Canh gà sắp xong rồi, ngươi đang chờ một chút. Được, Phan Tiểu An đi về nhà, ông hai con gà đất đến nhà Trương Nguyệt Như. Sao ngươi thật sự ông gà tới đây? Trương Nguyệt Như có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, cho anh ăn đi. Tôi cũng sẽ không ăn. Trương Nguyệt Như nhìn hai con gà đất hai con gà này của ngươi không giống với ta nuôi, trứng đẻ cũng lớn hơn con ta nuôi. Tiểu An cười hì hì. Em là giống mới, đương nhiên không giống với giống của anh. Trương Nguyệt như đưa một bát đen cho Phan Tiểu An, trong bát không có canh, chỉ có một bát thịt gà đầy ắp. Số thịt gà này nhiều quá, tôi ăn không hết. Trương Nguyệt như hé miệng mỉm cười. Ngươi ít gạt người, chén thịt gà này còn chưa đủ ta ăn, ngươi làm sao sẽ ăn không hết vậy ngươi ăn nhiều một chút ta uống một chút canh là được rồi trương nguyệt như lắc đầu chỉ là không cho đại hoàng cẩu gặm xương gà nhàm chán nhìn hai người xô đẩy tiểu an ngươi ăn đi ngươi như vậy ta sẽ tức giận trương nguyệt như cũng có tính bướng bỉnh được rồi vậy chúng ta cùng ăn nếu không tôi sẽ về nhà trương nguyệt như thấy phan tiểu an cũng bướng bỉnh như vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng đang lúc hai người muốn ăn cơm ngoài cửa truyền đến âm dương quái khí thanh âm ai u trương quả phụ ngươi đây là cùng mặt trắng tiểu thư sinh qua lại sao hai người nghe được tiếng nói chuyện cùng nhau nhìn ra ngoài cửa ngoài cửa đi tới hai thợ săn một cao một thấp họ mang những dây thừng trên lưng những giáo gỗ và nĩa sắt trong tay trương nguyệt như thấy bị người phát hiện sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt Tên lùng kia thấy một câu liền đắng đo hai người, trong lòng đắc ý, hắn ngửi thấy mùi canh gà, nước miếng đã sớm chảy rồng. Huynh để chúng ta hai người vào núi săn thú, mắt thấy mặt trời ngã tây, còn không có ăn cái gì đâu. Thợ săn vóc dáng thấp nói vô sĩ, thợ săn vóc dáng cao lại cười hắc hắc xấu xa. Trương Nguyệt như không biết nên làm cái gì bây giờ. Đưa mắt nhìn Phan Tiểu An. Ai u, trương quả phụ đây chính là nhà của ngươi, ngươi vậy mà không làm chủ được còn muốn hỏi tiểu bạch kiểm ý kiến sao? Chương 6 Hai cái thợ săn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thấy Trương Nguyệt Như nhìn về phía mình, đầu óc Phan Tiểu An nhanh chóng xoay tròn. Xem như vậy, không mời bọn họ ăn thịt gà là không được, chỉ có thể ổn định bọn họ trước rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Tiểu An đứng dậy, vội vàng gọi. Hai vị ca ca, trời đông giá rét thì vào đây cùng nhau ăn một chút đi. Thở săn lùng hừ mũi một tiếng, tiểu an tử, ngươi ngủ quả phụ ngủ hồ đồ sao? Hai người chúng ta là thúc thúc của ngươi, ngươi gọi ai ca ca đây? Chú! Hai người ở đâu ra củ hành tây? Tiểu an cố ý vụng về sờ sờ đầu, chú! Chúng ta quen nhau sao? Ngươi luôn còn muốn mắng nữa, lại bị người cao ngăn cản. Nhị đệ, cùng hắn nói nhảm cái gì? Tiểu tử này luôn luôn ngốc nghếch. Người lùng cười ha ha, anh nói rất đúng. Sau đó, anh lại nói với Phan Tiểu An. Tiểu tử ngốc, tuy rằng chúng ta không cùng họ, nhưng phụ thân ngươi thấy chúng ta cũng phải gọi một tiếng ca. Ngươi nói xem, ngươi có nên gọi chúng ta là thúc thúc hay không? Tiểu An gật đầu, nói như vậy, nên gọi hai người là chú. Xin hỏi tên họ của hai chú. Người lùng đi tới trước bàn, bưng bát thịt gà lên, cầm lấy một cái đùi gà liền ăn lão tử họ cao là người nhà của cao thái úy biện lương thành cao thái úy ta đây là xuyên qua đến tống triều sao phan tiểu an trong đầu nhanh chóng phân tích mấy từ này đối với phan tiểu an xem nhiều thủy hữu, nghe cao thái úy liền phát ngấy tiểu an bình tĩnh lại một chút ai u này hóa ra thân phận hai vị thúc thúc cao quý như vậy chỉ là làm thợ săn thật sự có chút khuất tài a à. thợ săn lùng hừ một tiếng nhớ huynh đệ ta năm đó cũng là. Người cao lớn vội vàng quát lớn. Nhị đệ đừng nói bậy. Thở săn lùng lại hừ một tiếng, há to miệng ăn thịt gà. Lấy cho tôi bát canh A, làm như vậy ăn thịt gà nghẹn đến phát hoảng. Phan Tiểu An tức giận nghiến răng, sao không nghẹn chết ngươi. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Trương Nguyệt như trở về phòng, còn mình thì đi qua múc canh cho hắn tiểu quả phụ đừng đi a à, sớm nghe nói dưới đông thương sơn có một tiểu quả phụ tuấn tú hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền trương nguyệt như chưa từng bị đùa giỡn như vậy cô có ý chửi rủa vài câu lại bị phan tiểu an dùng ánh mắt ngăn lại trương nguyệt như tức giận dậm chân một cái chạy vào trong phòng thợ săn luồn đắc ý cười hắc hắc xấu xa quả phụ tốt quả phụ tốt quả phụ ngủ ngon trên giường nhị đệ ăn nhanh một chút ăn xong chúng ta lên núi. Thợ săn vóc dáng cao lớn xem ra cũng không muốn trêu chọc thị phi. Được rồi, ca ca. Chờ chúng ta làm xong đại sự, sẽ trở về cùng tiểu quả phụ hảo hảo đùa giỡn. Thợ săn lùng tiếp nhận canh gà trong tay Phan Tiểu An, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, bưng bát thịt gà lên cùng thợ săn vóc dáng cao lớn đi ra khỏi nhà Trương Nguyệt Như. Lúc đi tới cửa, còn đắc ý hô vào trong phòng. Tiểu quả phụ, ban ngày ca ca uống canh gà mẹ của ngươi. Buổi tối ca ca đến cho ngươi ăn thịt gà trống. Chờ hai người đi rồi, Trương Nguyệt như thở phì phò đi ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy canh gà mẹ bị ăn sạch sẽ, không khỏi bi thương, nước mắt lọc bột chảy ra. Chị Trương đừng khóc. Một bát thịt gà thôi mà. Tiểu An an ủi. Trương Nguyệt như khóc mắng. Ta là đau lòng cái chén thịt gà kia sao, ta là sợ bọn họ hai cái miệng dài, đến trong thôn truyền chút ít tin đồn. Ngươi mau về nhà đi, đừng ở chỗ ta phá hư thanh danh, lỡ tiền đồ. Tiểu An An hiểu ra, Trương Nguyệt như đau lòng vì thịt gà bị người khác ăn. Hai là, sợ làm hỏng thanh danh của mình. Ba là, hận mình không thể bảo vệ cô ấy. Tiểu An cũng hận hai người này vô lễ. Hắn vốn không phải là một người thành thật an phận, người khác khi dễ hắn, hắn có thù tất báo. Tiểu An xoay người đi ra khỏi nhà Trương Nguyệt Như, phía sau truyền đến tiếng khóc lớn của Trương Nguyệt Như. Tiểu An về đến nhà trước, luộc trứng gà trong nhà một nồi. Canh gà ngon lành cũng chưa uống hết, hai người đều còn đói bụng. Chờ đến khi Phan Tiểu An đến nhà Trương Nguyệt Như lần nữa, Trương Nguyệt Như đang chặt khúc gỗ của Phan Tiểu An, chuyển vào trong phòng. Nàng nhìn đống củi này, trong lòng hổ thẹn, Tiểu An chỉ là một thư sinh văn nhược, có thể tự mình đi đốn củi đã rất khó có được hắn làm sao có thể đánh qua hai thợ săn thân thể cường tráng kia đâu hơn nữa ta là một người điềm xấu dựa vào cái gì mà nổi giận với hắn anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt anh ấy sẽ đến thăm tôi lần nữa chứ chị trương lại đây ăn trứng gà nghe được phan tiểu an gọi cô trong lòng trương nguyệt như vui vẻ cô buông khúc gỗ trong tay xuống bước nhanh tới cửa tiểu an trong nhà người như thế nào nhiều trứng gà như vậy, những trứng gà này nếu đem đến quận đi bán, có thể đổi không ít đồng tiền đâu. Ai nha, trứng gà bán cho người khác ăn, còn không bằng chúng ta tự mình ăn. Hơn nữa, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Trương Nguyệt Như nhìn thoáng qua Phan Tiểu An, "Tiểu An, nếu không có tiền nộp thuế đầu xuân sang năm, chúng ta sẽ bị bắt đi lao động." "Ồ, còn có quy định này." Tiểu An không hiểu lắm trương nguyệt như gật gật đầu ngươi là người đọc sách tự nhiên có thể miễn trừ tiểu an thầm nghĩ mình không phải người đọc sách mình chỉ là một nông dân nhỏ vậy mỗi người phải nộp bao nhiêu tiền tiểu an vừa đưa trứng gà cho trương nguyệt như vừa hỏi trương nguyệt như cũng không khách khí với hắn cô nhận lấy ba quả trứng phan tiểu an đưa tới lặng lẽ đặt hai quả vào trong ngực nam nhân phải nộp ba mươi đồng nữ nhân phải nộp mười lăm đồng Tiểu An nghĩ nghĩ, cậu nhớ trong hộp gỗ nhãn chỉ có năm đồng xu. Nhưng giờ phút này, hắn còn không muốn đi quan tâm vấn đề này. Từ, chuyện đầu xuân, đến đầu xuân rồi nói. Em cứ từ từ ăn, anh đi trước. Trương Nguyệt như nhìn phan Tiểu An vội vàng chạy, nhưng nhìn phương hướng cũng không phải đường về nhà. Tiểu An, cậu ấy muốn đi đâu vậy? Tiểu An đi theo dấu chân trên đường nhỏ, rất nhanh đã tìm được hai thợ săn cao thấp hai thợ săn này đang bố trí bẫy bên cạnh một cái đầm nhỏ. Đại ca, ngươi nói hôm nay có thể bắt được hổ sao? Thợ săn vóc dáng cao lắc đầu, nhị đệ, chúng ta chỉ cần bố trí bẫy rập, có bắt được hay không chỉ có thể xem ý trời. Nhưng có nửa bát thịt gà này, nói không chừng có thể dẫn hổ tới cũng không chừng. Thợ săn lùng cười hắc hắc xấu xa, đại ca, tiểu quả phụ kia lớn lên thật đẹp. Buổi tối chúng ta có muốn đi tìm niềm vui không? người thợ săn cao lớn gật đầu hai anh em chúng ta bắt con hổ lớn này trước sau đó mới bắt con hổ cái kia tiểu an núp sau tảng đá lắng nghe trước kia còn tưởng rằng cái này vóc dáng cao thợ săn là người tốt không nghĩ tới cùng vóc dáng thấp thợ săn đồng dạng xấu xa nếu các ngươi vô sĩ như thế cũng đừng trách tiểu gia tâm ngoan thủ lạc tiểu an lặng lẽ xoay người chạy về phía sơn động hắn ở trong xe cầm lấy cung nỏ lần nữa trở về tiểu đàm Lúc này, cái kia thợ săn huynh đệ đã tìm địa phương ẩn núp. Tiểu An không dám khinh thường, cậu vọng lên đỉnh núi, cẩn thận quan sát vị trí của hai anh em kia. Hai huynh đệ này thật ra sẽ che giấu. Bọn họ cục có khô vào người, cùng nhau mai phục trên gò cao bên hồ nhỏ. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, nếu hổ đến bên đầm nhỏ uống nước ăn thịt, vừa vặn rơi vào trong sự giám thị và bẫy rập của bọn họ. Làm sao tiêu diệt bọn họ đây? Chương 7 Hổ trắng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiểu An ngẩng đầu nhìn bầu trời Bầu trời buổi sáng còn trong xanh, lúc này đã âm u đáng sợ Hắn lặng lẽ đặt cung nỏ lên, trên mũi tên còn bôi thuốc Không ra tay thì thôi, ra tay tất trúng Không thể để bọn họ có đường phản kháng Tiểu An cẩn thận di chuyển thân thể, chậm rãi tới gần hai thợ săn Hai thợ săn này, lúc này đang nằm mộng xuân thu. Ca ca, ngươi nói nếu bắt được đại lão hổ, có thể được bao nhiêu lượng bạc? Tri huyện lão gia không phải có tiền thưởng bố cáo sao? Chỉ cần gia hổ hoàn chỉnh, ít nhất cũng phải cho 200 lượng bạc. Hắc hắc, có 200 lượng bạc này, hai anh em chúng ta cả mùa đông đều có thể ăn ngon uống cây. Thợ săn lùng mặt sức tưởng tượng nói. Nhị đệ, trời sắp tối rồi. Lúc này chính là lúc hổ kiếm ăn tốt nhất hôm nay chúng ta bắt sông hổ. Phan Tiểu An nghe được thợ săn vóc dáng cao nói bắt sông hổ, tự nhiên biết một trong số đó chính là Trương Nguyệt Như. Bản thân hắn cũng không muốn đưa hai người này vào chỗ chết, nhưng giờ phút này hắn lại hạ quyết tâm. Bởi vì nói, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất không tha. Tiểu An giơ cung nỏ lên, hướng về phía sau lưng người thợ săn cao lớn, đột nhiên bóp cò. Chỉ nghe, vèo một tiếng, thợ săn vóc dáng cao đã bị cung tiễn xuyên thấu tiên hắn rên rỉ một tiếng đầu liền chôn ở trong cỏ dại đại ca ngươi làm sao vậy nghĩ đến tiểu quả phụ kia ngươi liền hưng phấn tiểu an đổi cung tên nhắm ngay thợ săn luồng lại bóp cò thợ săn luồng cũng kêu lên một tiếng ngã xuống cỏ dại tiểu an ghé vào sau tảng đá lớn đợi một lát hắn bình phục tâm tình một chút thò đầu nhìn lên trên cao Tiểu An thấy hai anh em kia không nhúc nhích, dưới người chảy ra một mảng máu tươi. Tiểu An biết mình đã thành công. Lòng người chẳng buồn rầu cũng chẳng vui mừng. Hắn đến thế giới này, càng giống như là đang chơi một trò chơi. Tiểu An thu hồi cung nỏ, lặng lẽ đi tới bên cạnh hai người. Lúc này anh em thợ săn đã lạnh thấu. Tiểu An dùng sức rút cung tên trên người bọn họ ra. Sau đó lại dùng xiên sắt trong tay bọn họ mở rộng vết thương không thể để cho người ta biết bọn họ bị cung tên bắn chết. Đây là ý nghĩ đơn giản nhất của Tiểu An. Đơn giản che giấu hiện trường một chút, Phan Tiểu An liền theo đường cũ trở về đỉnh núi. Khi hắn quay đầu nhìn xuống phía dưới, một con hổ trắng trắng treo mắt màu trắng, đang chạy về phía ngọn núi cao bên cạnh đầm nhỏ. Tiểu An vội vàng ẩn mình sau tảng đá lớn trên đỉnh núi. Hắn lần nữa đem cung nỏ trang bị tốt, phòng ngừa bất trắc. Nhưng bạch hổ này rõ ràng không thông minh lắm. Nó ngửi mùi máu tươi tìm được hai thợ săn kia, liền há to miệng xé rách. Khoảng nửa canh giờ, Phan Tiểu An nghe thấy tiếng hổ gầm rú bên hồ nhỏ. Hắn lặng lẽ thò đầu ra, liền thấy con đại bạch hổ này điên cuồng nhảy nhót bên đầm nhỏ. Cho đến khi không cẩn thận, bước vào cạm bẫy do huynh đệ thợ săn bố trí. Tiểu An cầm cung nỏ trong tay, đi về phía đầm nhỏ. Lúc này con hổ bị dây thừng trói lại đã hấp hối, trong miệng chỉ có thở ra, không có thở vào. Nó nhìn Phan Tiểu An đi tới gần, trong mắt lộ ra sợ hãi và không cam lòng. Nó gào thét với Phan Tiểu An, rồi nghiêng đầu, cứ thế mà chết. Ha ha, thật đúng là có tâm trồng hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu thành bóng. Phan Tiểu An nhìn hai thợ săn bị bạch hổ xé rách, bạch hổ này xem ra trúng độc mà chết. Nhìn con hổ hoàn chỉnh trước mắt, Tiểu An cũng không nghĩ nhiều như vậy. Anh ta rút dao gọt trái cây và cắt cái bẫy dây thừng. Sau đó dùng hết sức kéo bạch hổ sang một bên. Sau đó, giơ tay lên đao rơi. Lục gia hổ nguyên vẹn xuống. Nhìn gia hổ trắng trước mắt, Phan Tiểu An lại không biết nên xử trí như thế nào. Nếu như đem nó giao đến quận thượng huyện nha, tiền thưởng có thể hay không lấy được không nói, phiền toái khẳng định là không thể thiếu. Lấy thể trạng của hắn nói mình có thể đánh tới một con bạch hổ trưởng thành, đây không phải là người si nói mộng sao. Vạn nhất, người trong huyện nha bảo hắn tới tìm thân thể lão hổ. Vậy hắn nên giải thích hết thảy trước mắt như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Phan Tiểu An dùng dây thừng buộc da hổ lên lưng, đưa vào trong sơn động. Hắn cuộn da hổ thành một cái hình trụ, dùng cỏ dại nhét đầy, đặt ở chỗ thông gió để hông khô tự nhiên. Tiểu An lại cẩn thận cất cung nỏ không ngờ dược tề này độc tính mãnh liệt như vậy, sau này dùng cẩn thận một chút. Làm xong những thứ này, hắn ở trong sơn động đốt một cây bạch tướng. Nhiều ngày không hút thuốc, cảm giác này làm cho hắn phản phất lại trở về thế giới hiện thực. Hút một điếu thuốc xong, Tiểu An lại lặng lẽ trở về nhà mình. Sau khi Phan Tiểu An đi, trong lòng Trương Nguyệt như vẫn cảm thấy bất an. Cô đến nhà Phan Tiểu An thăm mấy lần, thấy anh không có ở nhà. Mắt thấy trời đã tối, Cô lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của Tiểu An. Không biết từ một khắc kia trở đi, thiếu niên này bóng dáng đã khắc vào trong đầu của nàng. Phan Tiểu An về đến nhà. Hắn đốt nồi bếp, bắt đầu nấu nước rửa sạch vết máu trên người và trên quần áo. "Tiểu An, em có nhà không?" Trương Nguyệt Như đứng ở cửa hô. "Chị Trương, em ở nhà. Chị có việc gì sao?" "Em đang tắm." trương nguyệt như nghe thấy phan tiểu an đang tắm mặt đỏ lên em không sao anh tắm đi em về nhà đây tiểu an lắc đầu cô gái ngốc này thật không tồi còn biết quan tâm tôi buổi tối hắn ngồi ở đống lửa bên cạnh một bên nướng áo bông một bên tự hỏi trương nguyệt như nói đầu xuân thuế hiện tại trong nhà mình chỉ có năm đồng tiền cách ba mươi đồng kia còn kém xa nhìn trương nguyệt như vậy đồng tiền của nàng khẳng định cũng không gom đủ hắn đến là có biện pháp có thể kiếm được tiền cầm cái bệ nước hoa của phật thủy tinh kia phỏng chừng có thể bán được một cái giá lớn nhưng cứ như vậy nhất định sẽ gây ra một ít phiền toái không cần thiết dù sao hiện tại hắn chỉ là một tiểu nông dân vô dụng không có bối cảnh không quan trọng chuyện kiếm tiền chỉ có thể hoãn lại một chút việc cấp bách bây giờ vẫn là lương thực và củi phải thừa dịp tuyết lớn còn chưa phủ kín núi, dự trữ nhiều củi và thức ăn hơn mới được. Một đêm không nói chuyện, ngủ thẳng đến hừng đông. Tiểu An dậy sớm, nấu một nồi cháo trắng. Chính mình ung ục ung ục uống một chén đen. Nửa bình còn lại, hắn muốn đưa cho Trương Nguyệt Như. Nữ nhân ngốc này, khẳng định đã không còn lương thực để ăn. Lúc này Trương Nguyệt Như vừa mới rời giường. Đêm qua cô mất ngủ. Trong nhà không có gió bắt trích qua, chỉ có một đống lửa bếp. Trong căn phòng ấm áp này, cô luôn nghĩ đến thiếu niên thích cười kia. Chị Trương, ăn sáng đi. Trương Nguyệt như vội vàng chạy ra khỏi phòng, cô nhìn thấy bình sành trong tay Phan Tiểu An, trong lòng ấm áp. Đang băng khoăn buổi sáng nên ăn gì? Ba quả trứng gà nàng giấu đi, Thủy chung không nỡ ăn. Tiểu An, em giữ lại ăn đi. Nhà anh có cơm. Tiểu An cười hì hì còn ba quả trứng nữa không? Trương Nguyệt Như đỏ mặt, nhà tôi lương thực rất nhiều. Tiểu An cũng không cười với cô nữa, đặt bình sành trước cửa nhà cô, liền đi về phía ổ đại thụ. Chương 8 Đục băng cầu lý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Buổi sáng Phan Tiểu An đốn cây trong ổ đại thụ, Trương Nguyệt Như ở bên cạnh nhặt cành cây rơi xuống, sau đó khiêng về nhà. Tuy rằng dáng người cô gái nhỏ vẫn gầy gò như trước, nhưng khí lực cũng chậm rãi rèn luyện ra bây giờ cô ấy mang một bó củi và không bao giờ phải chống nạn nữa họ chặt củi trong nửa tháng cho đến khi sân đầy trong thời gian này phan tiểu an còn mang về rất nhiều đá ở chân núi trong phòng hai người đều đắp một chiếc giường đất giường đất dùng đá đắp lên lại dùng bùn vàng đắp lên chẳng những để lại đầu bếp để củi còn để lại ống khói bên ngoài phòng tiểu an ở trong phòng mình thí nghiệm hai ngày cảm thấy hiệu quả rất tốt. Chỉ cần một ít củi là đủ để giữ nhiệt độ cả đêm. Hắn lại vận chuyển đá, cũng xếp cho Trương Nguyệt như một tòa. Nửa tháng ở chung, quan hệ của hai người càng ngày càng hòa hợp. Trương Nguyệt như có lúc còn làm nũng trước mặt hắn. Tiểu An nhìn tiểu quả phụ xinh đẹp này, cũng có một loại cảm giác yêu đương. 20 cân gạo trong vại, cho dù hai người ăn tiết kiệm, cũng sắp thấy đấy rồi. Hôm nay tuyết đầu mùa đông, Phan Tiểu An cầm rìu lên, chuẩn bị đến dòng suối nhỏ trước cửa đục băng cầu cá chép. Trương Nguyệt như bưng cháo gạo vừa nấu xong, đưa tới cho hắn. Tiểu An, em lại đi đốn củi sao? Tiểu An nhận lấy cháo, rót một chén, chị Trương, hôm nay không đốn củi, em muốn đi bắt cá. Nói xong, hắn lau miệng. Đưa bình sành cho Trương Nguyệt Như, chị Trương, còn lại chị uống đi. Xem miệng chị khô kìa trương nguyệt như trên mặt đỏ lên cái này tiểu an luôn là quá thông minh hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chính mình ngụy trang hơn nữa nói chuyện thẳng tới thẳng lui trên người có một số bộ phận hắn lại nói tiếp cũng không cảm thấy thẹn thùng chút nào trương nguyệt như thế cố ý không ăn cơm ở nhà cô thích cảm giác bị thiếu niên thúc giục ăn cơm vậy em cũng phải ăn nhiều một chút mới được đàn ông ra ngoài làm việc phải dùng sức cô gái kia đâu tiểu an hỏi ngược lại nữ nhân không làm việc thì phải ăn ít một chút trương nguyệt như cảm giác đây là chuyện đương nhiên tiểu an lắc đầu phụ nữ yếu đuối nếu không ăn nhiều một chút sẽ dễ bị bệnh đến lúc đó càng phiền phức nói đến nhiễm bệnh tiểu an ngươi lần trước cho ta uống thuốc gì bệnh của ta như thế nào thoáng cái liền khỏi tiểu an cười hì hì đây là bí mật muốn biết trừ phi trừ phi cái gì trương nguyệt như khẩn trương hỏi trừ phi anh gọi em một tiếng anh trai tốt tiểu an bắt đầu không muốn gọi cô là chị trương nguyệt như hừ một tiếng nghĩ hay lắm tiểu an không để ý đến cô nữa khiêng một cây gậy gỗ đeo dây thừng đi về phía con sông nhỏ trước cửa đầu tiên ông buộc dây thừng vào cây liễu bên bờ sông sau đó vác ngang gậy gỗ đi về phía giữa sông mùa đông rét lạnh băng trên sông cũng kết dây tiểu an dùng rất nhiều sức mới đục được một cái lỗ trên băng đáy nước thiếu dưỡng khí cá trong sông cảm nhận được không khí trong lành trong động băng đều chen chúc về phía này tiểu an cầm gậy gỗ không ngừng đâm vào trong động băng chỉ chốc lát đã đập ngất mười mấy con cá lớn cá trong sông này chiếm đa số là cá chép và cá trích tiểu an vớt con cá bị đập ngất ra ném lên mặt băng những con cá này rất nhanh đã bị đông cứng qua wow, tiểu an ngươi thật lợi hại bắt nhiều cá như vậy trương nguyệt như cầm một cái giỏ hòe rách cẩn thận từng ly từng tí trượt trên mặt băng tiểu an nhìn cô như chim cánh cụt không nhìn được cười ha ha có lạnh không trương nguyệt như nhìn thấy bàn tay đông lạnh đỏ của phan tiểu an đau lòng hỏi lạnh à ngươi muốn cho ta ấm áp một chút sao tiểu an ánh mắt liếc về phía trương nguyệt như trước ngực nhưng lần này trương nguyệt như lại không thẹn thùng vậy anh đưa tay ra em sưởi ấm cho anh. Tiểu An liền đưa tay qua. Trương Nguyệt Như giữ chặt tay Phan Tiểu An, muốn đặt vào trong áo bông trước ngực mình. Tiểu An vội vàng rút tay về. Hảo tỷ tỷ, ta là trêu ngươi chơi. Trong mắt Trương Nguyệt Như thoáng qua thần sắc thất vọng, Tiểu An, ta không thích ngươi đùa ta như vậy. Phan Tiểu An thấy vẻ mặt cô rất mất mát, trong lòng không đành lòng. Hắn ông lấy Trương Nguyệt Như, sau đó hung hăng hôn lên miệng nàng một cái. Trương Nguyệt Như mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới Phan Tiểu An lại có hành động quá đáng như vậy. Cô vung cánh tay, hung hăng tác Phan Tiểu An một bạc tai. Đại phôi đảng, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, xoay người chạy về phía bờ sông. Thật thơm, Phan Tiểu An che mặt, nhìn Trương Nguyệt Như hốt hoảng chạy trốn, không nhìn được tán thưởng một tiếng. Trương Nguyệt Như mặt đỏ bừng, mắt ngấn lệ. Nàng không dám quay đầu lại nhìn thiếu niên to gan này, nhưng trong lòng lại hỗn tạp cảm xúc cao hứng cùng bi thương. Chị Trương, mau tới nhặt cá đi. Chị chạy nhanh như vậy làm gì? Trương Nguyệt Như cũng không trả lời, thất hồn lạc phách đi về phía nhà mình. Tiểu An lắc đầu, cô gái nhỏ này sẽ không tức giận thật chứ. Hắn cầm lấy giỏ hòe rách, không lưng đi nhặt cá. Từ trong hang băng này, tổng cộng bắt được 30 con cá lớn, mười mấy con cá nhỏ. Tiểu An nhặt được hai mươi con cá lớn và sáu con cá nhỏ bỏ vào giỏ hoe. Hắn muốn đem những con cá này đưa cho Trương Nguyệt Như. Trương Nguyệt Như một đường chạy chậm về nhà, trên đường còn bởi vì đường trơn mà ngã một cái. Nàng tức giận mắng to vài tiếng. Tiểu An thối, Tiểu An xấu xa, anh thích em thì phải làm sao bây giờ? Thiếu niên này quá tốt, tốt đến nỗi nàng không dám tiếp nhận. Trong lòng cô oán hận số mệnh của mình càng oán giận mình vì sao không thể sớm gặp anh. Chị Trương, vừa rồi là em quá lỗ mãn. Em xin lỗi chị, chị đừng nóng giận. Em để cá ở cửa cho chị, chị nhớ ra lấy. Tiểu An thấy bên trong không có tiếng vang, liền xoay người rời đi. Anh mang cá đi đi, những con cá đó là anh vất vả đánh tới, tôi là gì của anh, sao có thể lấy cá của anh? Tiểu An nghe Trương Nguyệt nói như vậy, tảng đá trong lòng rơi xuống đất còn biết quan tâm ta, xem ra là không có tức giận. Chính mình vừa rồi hành động quả thật có điểm quá phận, nhưng ai bảo cô gái nhỏ này nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, mê người như vậy đâu. Chị ngốc, cho chị cá thì chị ăn đi. Em đi trước, ngày mai lại đến thăm chị. Nghe tiếng bước chân của Phan Tiểu An đi xa, lúc này Trương Nguyệt như mới dám ra khỏi phòng. Nàng nhìn trước cửa tràn đầy một giỏ cá hòe, trong lòng ngủ vị tạp trần. Xú Tiểu An, Lá gan ngươi quá lớn. Ở nơi như vậy cũng dám hôn ta. Nghĩ tới đây, nàng cảm giác trên mặt nóng bỏng, trong lòng ngứa ngáy. Cũng không biết, cái này tiểu bại hoại có hay không cho mình lưu mấy con cá, cũng không biết hắn có thể hay không làm cá. Hắn khi dễ ta, ta còn muốn làm cá cho hắn ăn. Kiếp trước ta nhất định là thiếu nợ hắn. Trương Nguyệt như tự an ủi mình. Tiểu An về đến nhà, rửa sạch số cá còn lại, sau đó phơi trong sân. Nhìn những thứ này cá tươi, hắn nghĩ nếu là dùng dầu chiên một cái, tiểu muối hoa một thả, vậy mới mỹ vị. Phan Tiểu An cầm bình gốm rời khỏi nhà, đi vòng qua đỉnh núi đến đỉnh núi cao bên cạnh đầm nhỏ. Thi thể của anh em thợ săn và hổ đã bị các loại động vật nhỏ và chim chóc ăn chỉ còn lại hai cốt. Mà cách đầm nhỏ không xa, có một đám quạ đen và hai con hồ ly màu trắng nằm nghiêng. Tiểu An cầm hai con hồ ly lên nhìn, thấy da lông hoàn hảo không tổn hao gì, trong lòng vui vẻ. Đây không phải là nhặt được bảo vật sao? Lục hết hai tấm da hồ ly này ra, mang lên quận nhất định có thể bán được ít tiền. Tiểu An thầm tính toán. Chương 9 Đi quận bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nói khô là khô, Phan Tiểu An lấy ra dao gọt hoa quả và rìu tùy thân mang theo, giống như đầu bếp giải trâu, liền lấy hoàn chỉnh hai tấm da cáo trắng xuống hắn cầm lấy hai tấm da cáo trắng lại theo đường cũ trở về sau núi lén lút chạy vào trong sơn động trong sơn động bạch hổ uy phong lẫm liệt đứng ở nơi đó trải qua nửa tháng gió thổi da hổ đã bị hông khô nhưng tiểu an cũng không có ý định bán nó ngay bây giờ ở địa phương nhỏ như vậy cầm lên một tấm da hổ già như vậy thật sự quá mức dễ thấy anh mở cửa xe lấy dầu lạc từ bên trong ra đổ nửa bình gốm sau đó lại đổ nửa gói muối ở thời đại ăn muối thô này muối tinh tế như thế không phải ai cũng có thể ăn được hắn còn muốn đem bột mì mang lên nướng bánh mì ăn nhưng suy nghĩ một chút vẫn buông tha người xưa có câu năm dễ chịu xuân khó chịu đựng mấy thứ bột trắng này vẫn nên giữ lại dùng khẩn cấp đi tiểu an về đến nhà nhìn canh cá trong hũ cười hì hì cô gái thối hóa ra quan tâm tôi như vậy hắn dùng thì gỗ múc một ngụm canh cá nếm thử có mùi tanh trong súp cá đây là lý do tại sao giấm và muối ăn bị thiếu tiểu an lấy túi vải nhỏ ra rắc chút muối vào quấy mùi thơm thoang thoảng bay ra hắn không có đem muối mịn chia cho trương nguyệt như lần trước uống thuốc cùng gạo tinh trương nguyệt như còn đuổi theo hỏi hắn từ đâu có được cái này nếu lại đem muối mịn cho nàng xem nàng đều phải nghĩ nát đầu uống một nồi canh cá ăn một cái đầu cá lớn tiểu an thoải mái nằm trên giường đất như vậy hoang dã cầu sinh trò chơi cũng không tệ nhưng hắn hiện tại có sườn núi có trần quý hạt giống hắn cũng không có ý định tiếp tục cầu sinh như vậy hắn muốn dùng từng hạt đậu phộng nhỏ từng hạt khoai lang lớn thu hoạch tài phú của đại tống anh ấy sẽ là một nông dân nhỏ giàu có tung hoành tứ hải, tứ hải nhau du. Giấc ngủ này Phan Tiểu An ngủ đặc biệt thơm, đặc biệt nặng. Chờ hắn mở mắt ra thì thấy Trương Nguyệt Như đang cầm hai tấm da bạch hồ nhìn. Này, đẹp không? Trương Nguyệt Như bị hắn làm cho hoảng sợ, nàng vội vàng đem da bạch hồ đặt ở trên bàn gỗ. Ngươi tỉnh rồi, hôm nay làm sao dậy muộn như vậy, là tối hôm qua đi săn mệt mỏi sao? Lời nói của Trương Nguyệt Như có chút mật cô đưa lưng về phía phan tiểu an không dám quay đầu lại đúng vậy hồ ly tinh đánh cả đêm qua tiểu an cố ý nói như vậy nói lung tung hồ ly tinh rất lợi hại sẽ mê hoặc những cái kia yêu thích nữ thư sinh thích thư sinh không tiểu an chạy đến sau lưng trương nguyệt như ghé vào bên tai nàng hỏi nàng thân thể trương nguyệt như thoáng cái trở nên cứng ngắc trên bếp của ta còn hầm canh cá biết ngươi không có ngươi ở nhà là tốt rồi. Nói xong lời này, Trương Nguyệt Như liền muốn chạy ra ngoài cửa, lại bất ngờ bị Phan Tiểu An giữ chặt từ phía sau. Đừng chạy trước, hôm nay chúng ta cùng đi quận thượng nhé. Trương Nguyệt Như dừng bước, đi quận thượng, ngươi đi quận thượng làm gì, nàng dĩ nhiên không có gấp rút rút tay về. Ta tới nơi này lâu như vậy, còn chưa có đi ra ngoài xem sao. Trương Nguyệt Như xoay người, đôi mắt to chớp chớp nhìn Phan Tiểu An, Ngươi chưa từng đi qua quận thượng sao? Cái kia. Tiểu An xoa đầu, cậu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Từ khi hắn cùng thân thể này dung hợp về sau, có một số việc hắn có thể nhớ rõ, nhưng có một số việc hắn lại quên không còn một mảnh. Từ đây đến quận có xa không? Tiểu An hỏi. Trương Nguyệt Như gật gật đầu, rất xa. Chúng ta phải qua sông trước, đi qua bãi biển đến thôn. Sau đó lại từ trong thôn thuê xe đi quận. Đi về phải 50 dặm đấy. Còn đường nào khác không? Tiểu An hỏi. Trương Nguyệt Như suy nghĩ một chút nói. Trước kia có thợ săn vượt qua Đại Thương Sơn, đi qua đường núi. Đường núi có gần không? Tiểu An lại hỏi. Trương Nguyệt Như lắc đầu, tôi chưa đi qua. Nhưng mùa này trên núi có tuyết, còn có hổ giả thú, đường núi cũng không dễ đi. Nói như vậy, cũng chỉ có thể đi trong thôn một con đường này sao? Trương Nguyệt Như gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cũng có thể theo con sông nhỏ trước cửa đến sông Đại Thuật, sau đó trượt từ sông đến bến tàu Phượng Hoàng. Con đường này cũng không tệ. Tiểu An gật đầu. Cũng không dễ đi, chỉ sợ đóng băng không trắng chắc, người sẽ rơi vào trong lỗ băng. Trương Nguyệt Như muốn rút tay ra. Tiểu An lại siết chặt, không cho cô rút ra. Trương Nguyệt Như xấu hổ đỏ bừng cả mặt, dùng tay kia nhẹ nhàng đánh Phan Tiểu An, bây giờ em càng bắt nạt anh. Tiểu An cười hì hì, cái này không gọi là bắt nạt, mà gọi là yêu thương. Tiểu An buông tay cô ra. Trương Nguyệt Như trong lòng vui sướng, nhưng ngoài miệng lại nói. Ngươi quen dỗ người, ta mới không tin ngươi. Tuy nói như thế, nàng lại đem cái bình ra, canh cá còn nóng, nhân lúc còn nóng uống một chén đi. Tiểu An cười hì hì anh muốn cho em ăn không? Trương Nguyệt như hừ một tiếng, nhìn bộ dáng thiếu niên nhu thuận của ngươi, đầy bụng đều là hoa tâm. Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng buông bình sành xuống, liền đi ra ngoài phòng. Chị Trương, chị ở chỗ em ăn cơm. Trang điểm năm đi, em dẫn chị đi quận. À, Trương Nguyệt như không nghĩ tới Phan Tiểu An lại nói như vậy. Cái này. Cái này. Như thế nào sử dụng? trương nguyệt lắp bắp nói cái này có gì không được ta thấy ngươi cả ngày buồn bực ở chỗ này cũng không vui vẻ ta dẫn ngươi đi ra ngoài tiêu sái một hồi tiêu sái đi một hồi trương nguyệt như chậm rãi nhai nuốt mấy chữ này trong mắt lộ ra ánh sáng hướng tới tiểu an em thật sự muốn dẫn anh ra ngoài sao trương nguyệt như nhìn tiểu an đương nhiên chẳng những muốn dẫn ngươi đi quận thượng về sau còn muốn dẫn ngươi đi biện lương nhìn một chút phan tiểu an hứa hẹn tiểu an mặc kệ em có làm anh vui hay không có một câu nói này của em anh đều rất vui trương nguyệt như chủ động nắm lấy tay tiểu an nhưng bây giờ chúng ta phải ăn cơm trước tới quận chơi trước rồi nói sau cơm nước xong phan tiểu an tìm cho trương nguyệt như một chiếc áo dài và một đôi giày vải để cô thay trương nguyệt như cầm quần áo về nhà nàng còn có một chút thảo dược dự trữ cũng muốn mang đến quận bán phan tiểu an thì nhân lúc này đẩy xe trượt tuyết của mình ra cái xe trượt tuyết này vẫn là mấy ngày trước vì vận chuyển gỗ mà làm lúc này lấy nó ra dùng là vừa vặn phan tiểu an bọc kỹ da cáo trắng lại dùng cỏ dại phủ kín đặt lên xe trượt tuyết hắn chỉ có thứ này có thể bán cho nên phải hảo hảo giấu kỹ thu dọn xong những thứ này hắn ngồi ở cửa chờ trương nguyệt như đến đợi một lúc lâu trương nguyệt như mới đến nàng xách một cái giỏ liễu nhỏ trên giỏ dùng một miếng vải che lại nhìn không thấy bên trong rốt cuộc chứa những gì mà trương nguyệt như thay nam trang anh khí bừng bừng rất là tuấn tú cậu nhìn cái gì có phải rất khó coi không trương nguyệt như bị phan tiểu an nhìn có chút ngượng ngùng không biết ngươi ra ngoài như vậy có thể bị tiểu thương nhà giàu kia nhìn trúng ném tú cầu cho ngươi hay không trương nguyệt như mắng phan tiểu an một cái em nói anh như vậy anh về nhà rồi. Tiểu An cười hắc hắc, công tử gia, đừng giận. Tiểu nhân hầu hạ anh lên xe. Trương Nguyệt Như hé miệng mỉm cười, giọng điệu trân tru, người có thể làm quái. Chương 10 Phượng Hoàng Quận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trương Nguyệt Như ngồi vào xe trượt tuyết, nàng cảm giác có dại phía dưới mềm mại, liền biết bên trong ẩn giấu cái gì. Nàng sợ ngồi hỏng da bạch hồ, liền dịch người về phía sau. Chị Trương, chị ngồi đi. Em cố ý làm ghế mềm cho chị. Trương Nguyệt Như lắc đầu, Tiểu An, da cáo trắng này được chiều chuộng nhất, chỉ cần va chạm một cái là sẽ tổn hại. Da lông không hoàn chỉnh có khuyết điểm cũng không đáng giá. Tiểu An gật đầu tán thành. Vậy anh ngồi xuống đi, chúng ta phải xuất phát. Đi bộ trên băng của một con sông nhỏ, dễ trượt. Nhưng đi lại vẫn rất nhanh. Bọn họ đi trên con sông nhỏ thật lâu cũng không gặp một thôn dân nào xem ra người trong thôn ngày thường cũng không đi bên này nhưng thật ra trên bãi cạn bên bờ sông có một lão nhân chăn dê cậu nhìn phan tiểu an kéo xe trượt tuyết trên băng cảm thấy rất tò mò đây là chú cà lâm trương nguyệt như nói với phan tiểu an anh ấy nói lắp à tiểu an hỏi đúng vậy hắn chăn dê cho lưu địa chủ hắn là người rất tốt trương nguyệt như chậm rãi nói nhà lưu địa chủ. Nơi này không phải phan gia hồ sao? Trương Nguyệt Như cười khúc khích, tiểu an, ta đều hoài nghi người rốt cuộc có phải là người trong thôn này hay không? Thôn này họ phan là nhiều, nhưng còn có triệu, vương, lưu, cao, mấy đại gia tộc đâu? Tiểu an cười hì hì, tôi là một nông dân nhỏ. Một lòng chỉ muốn trồng ruộng nhàn rỗi, không thèm nhìn chuyện bên ngoài. Trương Nguyệt Như cười khúc khích, anh cũng không phải nông dân nhỏ anh nói chuyện luôn là văn trâu trâu nông dân ở đây không thể nói ra lời như vậy à vậy còn anh tiểu an hỏi trương nguyệt như thở dài một hơi lúc ta chưa xuất cát ở nhà cũng học qua vài năm tư thục chỉ là ai tiểu an âm thầm tự trách mình sao lại nhắc tới chuyện đau lòng của cô rồi nói sang chuyện khác vậy anh đã đọc thơ chưa trương nguyệt như gật gật đầu vậy anh đã đọc thơ chưa tiểu an lại hỏi một câu lúc này trương nguyệt như mới nhớ tới phan tiểu an không nhìn thấy cô gật đầu nàng đang hối hận vì sự nông cạn của mình liền sửa miệng nói anh cũng không hiểu thơ ca gì tiểu an em đừng nói cái này nếu bị người ta nghe được sẽ chê cười chúng ta phan tiểu an ngẫm lại cũng đúng văn phong thịnh hành đại tống thói quen văn nhân tương khinh cũng nồng đậm nếu là bị người nghe thấy nói không chừng thật sự sẽ bị người chê cười lúc này bọn họ đã ra khỏi con sông nhỏ đi tới cửa sông đại thuật trên sông đại thuật cũng đóng băng dày đặc trên mặt băng còn có xe lừa chạy trên đó đi tới sông thuật người trên mặt sông đột nhiên tăng nhiều trương nguyệt như thẹn thùng nàng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu an nói chuyện với cô cô cũng không dám trả lời khi phan tiểu an hỏi cô đi quận phượng hoàng như thế nào cô cũng chỉ dùng ngón tay chỉ về phía tây bắc tiểu an kéo xe trượt tuyết đi về hướng tây bắc một người lái xe lừa bên cạnh thấy xe trượt tuyết của phan tiểu an thú vị liền trêu chọc hắn nói thiếu niên ngươi xem lừa của ta kéo xe mà của ngươi lại là người kéo xe tiểu an quay đầu nhìn về phía người này thấy hắn đội mũ nỉ ngoài miệng có một nhúm râu trong mắt lóe lên ánh sáng trêu tức ngươi là lừa kéo xe ta là người kéo xe trên xe lừa kéo lừa, người ngồi trên xe. Người đuổi lừa không nghĩ tới Phan Tiểu An dĩ nhiên là một người không buông tha người, hắn có lòng muốn phản bác vài câu. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Phan Tiểu An, bị dọa đến run rẩy, Chỉ có thể xám xịt đánh xe rời đi. Từ đó xem ra, bất luận lúc nào cũng có loại người bắt nạt kẻ yếu, không nhìn ra mặt mày cao thấp. Tiểu An, người có muốn nghỉ ngơi một chút không, thấy xung quanh không có ai, Trương Nguyệt như đánh bạo hỏi hắn anh có muốn xuống dưới hoạt động một chút không lúc nào cũng ngồi trên xe chân có đau không em không sao chỉ sợ làm anh mệt thôi trương nguyệt như đau lòng nhìn tiểu an không sợ đi trên băng còn tốt đợi đến quận chúng ta cũng mua một con lừa nhỏ kéo xe trương nguyệt như cười nhạo hai tiếng cô biết phan tiểu an còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi đi sông đại thuật đến quận phượng hoàng cũng rất nhanh mặt trời vừa tới giữa trưa hai người liền đi tới bến tàu Phượng Hoàng. Bến tàu Phượng Hoàng bởi vì mặt sông đóng băng, thuyền bè qua lại đã không thấy, cho nên bến tàu cũng không bận rộn. Tiểu An đỡ Trương Nguyệt Như lên bờ, cậu nhìn xe trực tuyết có chút trầu rỉ. Kéo xe trực tuyết đi trên đường cũng không thực tế, nhưng nếu đặt nó ở bến tàu, nhất định sẽ bị người kéo đi. Khách quý, có cần ở trọ không? Chúng tôi còn có thể giúp anh xem xe miễn phí. Một thiếu niên 12-13 tuổi đi về phía Phan Tiểu An. Thiếu niên này lớn tuổi mũi nhỏ mắt nhỏ, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ cơ linh kình. Ở trọ thế nào, Tiểu An biết buổi tối nhất định không về được, cậu phải ở lại quần phượng hoàng một đêm. Quý khách ngươi nghe cho kỹ. Đại thông phô chỉ cần hai văn tiền, dưới lầu đơn gian cần 5 văn tiền, trên lầu nhã gian cần 10 văn tiền. Phòng xa hoa cần 50 văn tiền, còn kèm theo bữa sáng tiểu nhị cửa hàng này mồm miệng lanh lợi, giới thiệu ngược lại rất rõ ràng. Cái này không đắt. Trong túi tiểu an vừa vặn có 5 đồng. Được, phía trước dẫn đường. Tiểu an nói với thiếu niên. Tiểu nhị lập tức lộ vẻ vui mừng, hai vị khách quý, mời đi theo tôi. Vừa nói chuyện, anh liền vương tay muốn nhận lấy xe trực tuyết trong tay Phan Tiểu An. Tiểu An xua tay từ chối. Hắn cũng không phải là cái gì hiểu hay không Tiểu Bạch, vạn nhất người này lôi kéo xe trượt tuyết chạy, hắn cái kia hai trương bạch hồ bì cũng không phải bay sao. Nhân viên cửa hàng thấy Phan Tiểu An không cho anh kéo xe, anh cũng không tức giận. Hắn cười hắc hắc, liền ở phía trước dẫn đường. Khách sạn này ở ngay bên cạnh bến tàu, gọi là khách sạn bến tàu. Điểm danh nói trắng ra, không hề có nội hàm. Nhìn hoàn cảnh khách sạn này, chính là cước lực giao hàng, cu ly ở. Không giống khách sạn Phượng Hoàng đối diện nó, vừa nhìn liền đặc biệt xa hoa, trước cửa đổ vài chiếc xe ngựa xa hoa. Phan Tiểu An kéo xe trực tuyết đến tiểu viện phía sau khách sạn. Hắn đem hành lý nhỏ bao bạch hồ đưa cho Trương Nguyệt Như, sau đó hắn đem xe trực tuyết dựa vào tường đặt kỹ. Hai vị khách quý muốn ở nhà giang sau, chưởng quỹ khách sạn là một người trung niên mập mạp, thoạt nhìn thông minh tài giỏi. Tiểu An móc từ trong túi ra 5 đồng, đặt lên quầy. Trước tiên cho anh một chút tiền đặt cọc giúp tôi xem xe về phần ở phòng nào lát nữa trở về nói sau chủ tiệm thấy hắn thật sảng khoái liền gật đầu đáp ứng xin hỏi trưởng quầy nơi này có cửa hàng chuyên thu hoạch thổ sản không phan tiểu an hỏi trưởng quầy nhìn bao phục trong lòng trương nguyệt như giỏ liễu trên cánh tay trong lòng hiểu rõ tiểu ca là muốn đi bán sơn sản không biết tiểu ca mang theo những thứ sơn sản gì trưởng quầy tiệm hỏi Chưởng quầy cũng thu hàng miền núi sao? Tiểu An hỏi. Giống như một ít rau dại, món ăn dân giả, chúng tôi cũng thu. Hơn nửa giá cả cao hơn các cửa hàng khác một chút. Ông chủ cửa hàng rất biết cách buôn bán. Vậy nếu là da và dược liệu thì sao? Tiểu An lại hỏi. Chưởng quầy cười ha ha, dược liệu cũng thu, da cũng muốn. Chỉ là không biết tiểu ca mang da lông gì.